Thưởng thức liên khúc Vào Hạ và Shalala qua các tiếng hát Hạ Vi, Minh Tuyết, Tú Quyên, Mỹ Linh, Huy Vũ và Johnny Dũng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của các bạn trẻ ở đây để cùng gửi đến quý vị một số các cái chi tiết vui vui khi thực hiện bộ video Quê Hương Tình Yêu Vừa Tuổi Trẻ số 5 này. Các bạn có thể cho khán giả biết là chúng ta thực hiện cái phần ngoại cảnh ở đâu không? Biển nào đẹp vậy? Thưa anh, tụi em quay ở Hawaii. Như vậy là phải sang đến Hawaii. Vâng. Chết rồi, như vậy là chắc Hawaii nổ tung vì các bạn này họp lại Đúng rồi. Nhất quỷ nhì ba thứ ba ca sĩ. Chắc chắn là kỳ này là phải có nhiều chuyện vui lắm. Ngày hôm nay là Quỳnh Hương với lại anh Dũng sẽ tha hồ mà tra tấn từng người một nhá, phải kể chuyện vui đến cho quý vị khán giả như là những cái kỷ niệm mà đã trải qua trong những ngày đó. Chuyện nào mà các bạn thấy là vui nhất có thể kể cho mọi người đều nghe đó thì có thể kể ngay bây giờ. Bây giờ ai xung phong nè? Tú Quyên đi. Tú Quyên. Đúng rồi, mời Tú Quyên đi. Tú Quyên kể chuyện Tiếu Lâm vui lắm. Nhắc đến Honolulu, Hawaii thì kỷ niệm mà Tú Quyên nhớ đến nhiều nhất á, là những khi được ăn uống. Khoan đã, thưa quý vị, Quỳnh Hương thiếu sót một điều. Xin giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Tú Quyên là một người có tâm hồn ăn uống rất là cao, thưa quý vị. Và món ăn mà Tú Quyên nhớ nhiều nhất á, là món ăn của chị Minh Tuyết nấu cho tụi này ăn sau một buổi quay phim rất cực. Đó là món ăn gì quý vị nhớ không? Cà tím nướng với chấm nước mắm. Oh.
Không ngờ là Minh Tuyết lại giỏi vậy, lại có nghề nấu ăn nữa. Ngon lắm anh Dũng, phải thử một bữa mới được. Chắc chắn là phải thử. Bữa nào Minh Tuyết làm thử cho Quỳnh Hương với anh Dũng thử đó nha. Đó là Minh Tuyết nấu. Thế còn Tú Quyên nấu món gì nào? Tú Quyên em... thì... em nói em thích nhất Tú Quyên nấu cái món rất là công phu, đó là món chiên trứng. Món đó khó đúng lắm phải không Quỳnh Hương? Phải học mấy tháng mới nấu được phải không? Đúng rồi, nhưng mà em nghĩ rằng là em nấu chắc phải ngon lắm, tại vì chú Đạo khen hoài. Em cứ xịt xì dầu lên là chú khen. Ồ, như vậy là chúng ta khi mà đi vậy phải tự nấu ăn với nhau hay sao? Dạ vâng. Tụi em cùng với anh Đạo mướn chung một cái căn nhà và tụi em ở đó nấu ăn với nhau, và rồi để quay phim và vâng. Ồ, như là mình đi cắm trại với nhau rồi. Vâng, vui quá ha. Như vậy thì trong cái lúc mà vui như vậy, những cái kỷ niệm vui như vậy đó, mà hồi nãy Mỹ Linh nói là Mỹ Linh diễn tả cái bài Cô Gái Mù thì làm sao khóc được? Cái bài Cô Gái Mù đó là em quay sau khi đi Hawaii về, cho nên vui xong rồi khóc sau. Và phần ngoại cảnh quay ở đây. Phải không ạ? Không, cái bài Lẻ Loi là em quay sau khi tụi em hoàn tất cái liên khúc Shalala. Như vậy thì riêng với Mỹ Linh thì có những cái kỷ niệm gì ở tại Hawaii để có thể chia sẻ đến khán giả? Ở tại Hawaii thì suốt trong cái quá trình tụi em đi quay đó thì lúc nào cũng vui vẻ hết. Khi mà một đại gia đình của Tình Production sinh hoạt với nhau thì lúc nào cũng vui hết. Nhưng mà cái kỷ niệm mà làm cho em nhớ hoài đó là kỷ niệm được nhìn thấy Johnny đó. Leo lên cây dừa mà mặc cái xà không á, leo lên cây dừa giống như con quỷ vậy đó. Như vậy là các bạn ở đây là Johnny, như vậy là từ dưới lên trên vậy đó. Mình cũng có thể tưởng tượng được rồi. Đúng là con khỉ. Johnny như cũng tuổi con khỉ phải không? Leo cây giỏi. Nếu mà giữ bí mật thì tới nay Johnny biểu diễn lại lần nữa cho xem. Hoan hô Johnny. Rồi bây giờ còn Hạ Vi thì sao? Có cái chuyện gì vui cần phải chia sẻ ngày hôm nay? Thưa chị Quỳnh Hương cũng như anh Dũng là tụi em có rất là nhiều chuyện vui, nhưng mà có một chuyện em sẽ bí mật với anh chị, với quý khán giả là lúc mà tụi em hát chung với nhau leo trên cây xoài đó, hát bài Shalala thì miệng thì tụi em cười rất là vui, mà giống như là lúc đó quý vị cũng thấy Hạ Vi cười rất là tươi. Đúng rồi, nhưng mà thật sự mà. Lúc đó là có nhiều con kiến á, nó chui trong người á, nhưng mà Hạ Vi không dám tại vì sợ sợ nếu mà mình nhăn thì trên camera thì nó xấu á, cho nên em sợ quá phải ráng cười. Hay gì mà mỗi lần mà thấy Hạ Vi cười thật là tươi là lúc đó là kiến bị kiến cắn đó. Dạ đúng rồi, mà phải cố gắng coi lại cái phần đó để ý cái nụ cười của Hạ Vi thì quý vị cười nó cũng có sự sượng trong đó. Rồi, Tú Quyên rồi, Mỹ Linh rồi, Hạ Vi rồi, bây giờ còn Minh Tuyết. Sao mà buồn? Thôi để cho em nói vài lời với anh Johnny chút. Ôi trời ơi. Hôm nay vậy là Johnny bị tố cáo hơi nhiều. Mà không sao đâu, bị béo là tại vì ở đây đông người. Tại vì em muốn giữ cái chuyện này trong lòng nhưng mà em không thể giữ được, em phải nói ra. Các bạn lên đây có phải lắm. Johnny nha, em không thể giữ được. Johnny có thể... Thôi, thế thì em cứ nói đi. Ê, khoan, gì nói nhẹ nhẹ thôi nhé. Em xúc động quá. Cái gì đợi lát nữa nha. Chứ đừng tỏ tình chứ. Chị biết không, cái bữa đó, cái Johnny mời em đi tắm biển đó, xong rồi tự nhiên cái em đang tắm cái Johnny kêu Tuyết Tuyết coi anh lặn nè, tự nhiên em vừa nghe xong em kêu Tuốt. Cái gì? Johnny phải cắt nghĩa, Johnny phải cắt nghĩa chuyện này là lúc mà buổi chiều đó mà mời Tuyết và Mỹ Linh đi bơi ở biển thì không ngờ là biển sóng hơi lớn. Mình cứ nghĩ là nó êm lặng thì cho nên mặc quần áo nó cũng hơi thảnh thơi một tí. Thì khi mình bơi thì cái sóng nó đập một cái thì mình thấy mình mất hồn hết, mình lo mình giữ lại cho mình cơ phải ok. Khi mà mình đã bình tĩnh xong xuôi hết rồi thì mới thấy nó có vẻ hơi mát mẻ một tí, thì không ngờ là người nó mát mẻ thật. Không ngờ là lúc đó em xoay qua một cái, tự nhiên em thấy một con sứa đó san hô nó bơi. Như vậy là trong chuyến đi vừa rồi chỉ có một mình còn Huy Vũ nữa chứ. Vâng. Và như vậy là dù sao thì cũng mình cũng yếu hơn phái nữ phải không ạ? Dạ. Bạn bị tấn công quá trời. Mình cho Dũng cô đơn bị nào là leo cây dừa là bị Mỹ Linh bắt gặp quả tang. Rồi bây giờ vừa bơi xuống thì lại bị Minh Tuyết bắt gặp. Phái nào phải vùng dậy đi, tới phiên cho nên Dũng kể chuyện nào. Johnny đi. Có kỷ niệm gì? Vậy thì cho nên nhớ một cái câu chuyện, nhưng mà câu chuyện này thì chắc là nói riêng về Minh Tuyết. Là em với nhau. Thưa quý vị, cũng xin thưa cùng quý vị,
Johnny Dũng và Minh Tuyết là hai người bạn rất thân hiện nay. Dạ vâng, rất là thân. Đại gia đình của Tình Production thì rất là thân, nhưng mà Minh Tuyết bởi vì Minh Tuyết rất là dễ thương và rất là vui. Và bởi vì cái vui đó mà Johnny cứ nhớ hoài những cái mẫu chuyện nho nhỏ, nhất là chúc trong cái lúc quay em. Chúc trả tiền em. Không phải là cái lúc quay bài Shalala hay là bài Vào Hạ, mà quay cái bài Một Thời Đã Xa là cách đó sau đó. Hai người song ca đó. Vâng. Thì trước đó một ngày cho nên Dũng nhớ không lầm thì Minh Tuyết có đi chơi và bị mất một cái giỏ. Trong đó chắc là có một số đồ quý báu thì cũng buồn, thì mọi người chưa buồn. Nhưng mà cái lúc đến ngày sau đi quay thì cho nên Dũng nghĩ là mọi chuyện đã xong xuôi. Thì quay cái khúc mà tình cảm nhớ nhung chia tay buồn bã như vậy thì Tuyết khóc. Rõ ràng nước mắt chảy ra. Rất là tuyệt phải không? Thế thì cho nên Dũng cứ nghĩ là wow, mình hôm đó chắc mình đóng hay dễ sợ. Mình làm cho cô bé mềm lòng khóc gọi là tuôn cả nước sướt mướt. Vâng, chị nói rất là đúng. Thế thì tí nó hỏi lại cô bà không, em khóc bởi vì em tiếc cái giỏ của em. Thế ngồi thì mình cứ hứng hờ như vậy. Thành ra quý vị phải nhớ rằng là Minh Tuyết rất là tricky. Nhưng mà lúc đó thấy Minh Tuyết diễn xuất thần lắm ha? Rất là xuất thần. Rất là cảm động. Vui quá, những cái kỷ niệm đó làm sao mà quên được. Làm sao mà không? Mà quên được. Vâng, thưa quý vị, đây là một số các cái câu chuyện nho nhỏ mà Quỳnh Hương và anh Dũng đã kiểm duyệt rồi. Còn những cái chuyện khác nữa thưa quý vị, nhưng mà rất tiếc chúng tôi không thể kể đây. Các bạn đã có kể cho Quỳnh Hương và anh Dũng nghe rồi. Lần sau, xin hẹn quý vị lần sau đi. Có nên kể không ha? Thôi. Lần sau đó thì anh Dũng và Quỳnh Hương sẽ kể riêng cho quý vị khán giả mà không có mặt các quý vị này. Minh Tuyết, bây giờ Quỳnh Hương phải nhờ Minh Tuyết giới thiệu đến quý vị khán giả tiết mục kế tiếp được không? Dạ được chị Hương. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm nói về một người chị đã phải chăm sóc một đàn em thơ dại khi mà cha mẹ đã không còn sống chung với chị em. Nhạc phẩm này được mang tên Chị Tôi qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ý Lan. Chị ơi, hãy dùng
chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh, ngày chị sinh trời cho làm thơ ý à, cho nét buồn vui buôn mùa chân chờ, cho làm câu hát ý để quý vị đã có dịp xem qua những chương trình ca nhạc do Tình Productions thực hiện thì chắc là quý vị không thể nào không chú ý đến một tài năng rất trẻ và anh lại có một giọng hát thật là phong phú. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến nam ca sĩ Johnny Dũng. Trong lần xuất hiện này, không những anh chỉ đem đến chúng ta một bài hát với giọng hát thật khỏe của anh mà còn chứng tỏ cho chúng ta thấy một tài diễn xuất thật tuyệt vời. Và nhạc phẩm mang tựa đề Kiếp Phiêu Bồng do chính Johnny Dũng viết lời đã được dàn dựng thật là công phu, y như là một câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã có dịp xem qua từ cái thời thơ ấu đó anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Phiêu Bồng qua phần diễn xuất của Johnny Dũng. Bên nhau băng dốc đá nuôi
gập ghềnh bao la nước non trời mây. Người yêu ơi, ta cùng nhau chung ước mơ qua bao đại dương, tìm quên lãng tình ta thắm thiết bên lâu. Mình ca hát cho ngày mai xóa tan bao yêu tư sầu lo, nắng mai lên để tình mãi ngọt ngào. Cầm tay em anh kề vai, trao hết yêu thương bao ngày qua, cùng chia sớt buồn vui cay đắng tình với em. Ngàn mây trắng trên trời cao, gió đưa mây bay qua ngàn khơi, suốt trọn đời yêu em thiết tha người ơi. Ánh trăng tình ơi, cho lòng anh mãi yêu người. Ngàn sao khuya lấp lánh soi sang con đường ta đi rất xa, đầy lá hoa đời phù du năm tháng qua. Cùng nhau anh và em kia phiêu bồng, mình bên nhau bằng núi sông, ta gập ghềnh bao la nước non trời mây. Người yêu ơi, ta cùng nhau chung ước mơ qua bao đại dương, tìm quên lãng tình ta thắm thiết bên lâu. Mình ca hát cho ngày mai xóa tan bao yêu tư sầu lo, nắng mai lên tình ta mãi ngọt ngào. Anh kề vai, trao hết yêu thương bao ngày qua, cùng chia sớt buồn vui cay đắng tình với em. Ngàn mây trắng trên trời cao, gió đưa mây bay qua ngàn khơi, suốt trọn đời yêu em thiết tha người ơi. Người yêu ơi, ta cùng nhau chung ước mơ qua bao đại dương, tìm quên lãng tình ta thắm thiết bên lâu. Mình ca hát cho ngày mai xóa tan bao yêu tư sầu lo, nắng mai lên để tình mãi ngọt ngào. Cầm tay em anh kề vai, trao hết yêu thương bao ngày qua, cùng chia sớt buồn vui cay đắng tình với em. Ngàn mây trắng trên trời cao, gió đưa mây bay qua ngàn khơi, suốt trọn đời yêu em thiết tha người. Quỳnh Hương không bất ngờ Johnny Dũng là một người ca sĩ rất là đa tài, nào là hát hay, rồi bây giờ lại diễn xuất quá độc đáo mà lại còn viết bài Kiếp Phiêu Bồng này nữa. Hay cảm ơn chị Quỳnh Hương khen Johnny Dũng. Nhưng mà chắc là cái nhạc phẩm này cũng như là cái màn nhạc cảnh này tốn rất nhiều công phu và thời gian phải không Johnny? Vâng, thưa chị cũng thưa quý vị khán giả, nhạc phẩm Kiếp Phiêu Bồng được dựng trên một câu chuyện cổ tích. Thành ra nó phải lấy một số ngày và một số cảnh địa điểm để quay cho nó xong. Thành ra nó cũng rất là công phu. Thế có cái kỷ niệm nào vui muốn chia sẻ đến quý vị khán giả chúng ta không? Chắc phải có rồi. Vâng, có một kỷ niệm nho nhỏ nói về trong lúc mà diễn cái nhạc phẩm Kiếp Phiêu Bồng. Thì cho nên Dũng nhớ là lúc mà đang diễn cái chỗ này đó, thì khi người đạo diễn chuẩn bị hô diễn để cho mọi người cùng diễn cái cảnh này, thì là tướng tá và quân sĩ của ông vua cưỡi ngựa ào ào chạy xuống cùng với ông vua để săn cái con thỏ. Thế trong cái cuốn nhạc này, vâng, thì khi mọi người đã phóng ào ào xuống dưới đồi nhưng nhìn mãi chả thấy ông vua ở đâu, và đạo diễn tìm ông vua để quay cũng chả thấy ông vua ở đâu, thì mọi người mới liếc mắt nhìn lên trên đồi thì vẫn thấy ông vua khập khễnh ở trên đó thúc cái con ngựa để chạy xuống mà nó vẫn không chạy. Đó là cho nên Dũng rất là
clumsy, không biết thế nào là chạy xuống dưới, quýnh quáng lên, thế là ngồi nhéo bụng nó, nhéo cái lông của nó, làm đủ mọi cách mà con ngựa vẫn không chạy. Một hồi thì nó lại đổi ý, nó muốn chạy nhưng nó lại chạy ngược lại về phía sau. Chắc là làm nó đau quá cho nên nó giận, nó phải chạy ngược lại. Như vậy thì phải nói rằng là đây là ông vua, thưa quý vị, mà vua này là vua tập sự rồi còn gì nữa. Vâng, vua này chỉ lần đầu tiên được đi săn thỏ chứ chưa bao giờ đi ra đánh giặc cả, thành không biết cưỡi ngựa như thế nào. Và cho nên Dũng nhớ không lầm là khi sau khi diễn thì 2 ngày sau đó Dũng phải nằm ở nhà hết, bởi vì 2 cái chân nó rất là đau, bởi vì cứ tập phải thúc cái con ngựa đó, thành cái chân nó rất là đau, thành ra kỷ niệm nó không quên được. Mà cũng nên nằm ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì nếu mà có cố gắng đi chắc là phải đi 2 hàng của ông Johnny Dũng. Vâng. Quý vị cũng biết đây là một người ca sĩ trẻ hát hay, giọng hát phải nói rằng rất là phong phú, mà ngoài ra anh lại có cái tài ăn nói rất là hoạt bát. Nhưng mà nhờ đó đó, Quỳnh Hương có thể nhờ Johnny Dũng có thể giới thiệu đến cho tất cả quý vị khán giả tiết mục kế tiếp được không? Vậy là tí nữa chỉ phải chia cachet với Johnny phải không? Lợi dụng một tí mà đã đòi cachet rồi. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu trai gái thường hay bắt đầu bằng những buổi hẹn hò, những giây phút đợi chờ và những hờn dỗi vu vơ. Và đặc biệt những tình yêu này càng được nhìn một cách lãng mạn hơn khi hình ảnh là một người con gái đợi chờ người yêu của mình suốt cả một buổi chiều mưa. Một nhạc phẩm ngoại quốc rất là lãng mạn được chuyển dịch sang lời Việt với tựa đề Nhớ Anh Chiều Mưa, sau đây sẽ được trình bày qua tiếng hát rất trữ tình của nữ ca sĩ Hạ Vi. Cùng trao nhau những nụ
yêu nhau trọn đời nhiều. Thời gian hòa tiếng mưa rơi vỗ về em người. Tình hỡi chớ xa em trong chiều mưa buồn. Trở lại với phần hài, trong những năm gần đây, hai cây cười duyên dáng và trẻ trung mà đã được quý vị yêu mến cũng như được sự chú ý rất nhiều từ quý khán thính giả khắp mọi nơi, đó là Út Mập và Bé Mập, mà đi đến đâu trình diễn cũng được mọi người nhiệt liệt tán thưởng. Trong chương trình video Quê hương tình yêu và tốt trẻ số 5 ngày hôm nay do Tình Productions thực hiện, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc cảnh hài về quê ngoại với phần diễn xuất của Út Mập và Bé Mập. Mày cha này chết ngủ như gái dữ rồi. Qua đưa tôi đem dắt qua lại đi. Qua nhanh lên đưa tôi đem dắt qua. Anh đi. Nhanh lên đưa tôi đem dắt qua. Anh đi à? Qua. Anh đi. Sao đang ngủ anh đi đánh anh? Đánh cái gì? Anh kêu hôm qua nào lúc anh đang ngủ đó? Có, anh đâu có kêu hôm qua nào đâu. Có, anh có kêu qua, đưa tay anh dắt qua. Trời ơi, anh nằm mơ, anh thấy anh dắt anh đi về Việt Nam thăm bà ngoại. Thôi anh đừng có xạo. Xong rồi cái đi qua cái cầu khỉ á, anh đi không có chịu qua. Sợ té, xong rồi anh mới nói là anh đi đưa tay đây anh dắt qua. Chứ đâu có con qua nào đâu. Thôi anh đừng xạo giờ, anh nói tôi nghe đi, con qua nào, anh đi với con qua nào? Không có con qua nào hết á, anh đi à, I love you mà có một mình em thôi. Xạo đi. Thiệt, I see where. Where gì, anh đừng có xạo. Anh đi à, tự nhiên anh thấy nhớ bà ngoại quá à. Anh muốn hai chồng mình đi vacation về thăm ngoại được không? Không, no, tôi không có đi, anh đi mình đi. Anh muốn anh đi với anh về anh giới thiệu với bà ngoại. Không, bây giờ tôi nói tôi không có đi. Giờ anh qua nào anh nói đi. Come on anh đi. Baby, come on, đi với anh đi. Anh để mà, please. Giờ cũng được. Bây giờ anh phải có một điều kiện tôi mới chịu đi với anh. Điều kiện gì anh cũng chịu hết á. Phải không? Ờ. Vậy bây giờ anh làm cái gì em vui đi, để mới chịu đi với anh. Vậy làm sao? Thì anh muốn làm sao? Anh này kỳ quá. Kỳ cái gì? Kỳ, không biết nữa. Anh đi. Anh. Anh đi. Em hứa rồi đó nha. Đi với anh về Việt Nam thăm bà ngoại nha. Ừ. Mà anh đang mua vé bay đó. Biết rồi, anh nói hoài. Ừ. Em hứa sầu sản lắm á. Nhớ nha, muốn nhắc đó. Hứa anh thì kỳ quá. I love you. Em ơi em, đi lẹ lẹ lên em ơi. Ngoại với lại bà con rồi đứng chờ đó. Chết rồi. Người ta về hết rồi kìa. Trời ơi, em đi lẹ lắm rồi đó. Mà tự nhiên có mấy anh kia địa em phải đi chậm chậm để cho mấy anh thấy chứ cơ. Thì em đẹp người ta mới địa chứ em xấu ai thành địa em. Anh này kỳ quá. Anh ơi anh, ngầu hãy có xa không vậy? Không có xa đâu. Anh nhớ ha, bây giờ mình đi ra mình đón taxi ha. Xong rồi mình đi tới bến xe liên tỉnh ha. Mình đón xe đò, mình về tới Cà Mau. Khoảng chừng trưa mai là mình tới rồi. Xong rồi mình đón xe lam. Đi vô tới đầu làng, cái mình đi qua cánh đồng nè. Đi qua cánh đồng xong mình đi qua cầu khỉ ha. Qua cầu khỉ xong á, mình vô cái đường đất đỏ đó. Đi chừng vài mai nữa là tới nhà ngoại rồi. Trời ơi, vậy mà anh nói nhà ngoại gần á. Nhưng hồi nhỏ anh nhớ anh đi hoài à, đâu có xa đâu. Đi, ngoại đang trông chờ em kìa. Rồi đó nha, em đi tự vì em thương anh, em muốn đi đó nha. Anh cũng thương em vậy. Nhưng không, giờ hãy mình đi nhanh nhanh nha. Đi nha, để mẹ chờ ha. Chờ anh với. Xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa
xưa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần vui, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ, anh đã đi bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoại đã già tóc bạc già mồi. Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờ, dù anh giấc mộng chìm tiếp vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là gì cầu tre nối liền hai thôn xuân nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, hàng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Ý anh nói lấy tôi là mất tuổi thơ đó phải không? Nè 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 nè, em vui nhiều không? Không, nóng hết bò. Trời lên trên khóm tre, còn chim xinh xinh nói chim nó chuyện cạnh me, xuống đậu sao hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không? Lưng ngoài đã cồng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như máu về. Nhanh lên em ơi, gần sắp tới nhà ngoại rồi em ơi, lẹ lên. Ôi cũng đi nữa đâu mệt quá. Anh xạo quá anh nói hết đi qua hai qua cái cầu là tới nhà ngoại rồi, nãy giờ đi hoài không tới hết vậy. Đường này là tới nhà ngoại rồi kìa, em thấy không? Đó đó đó, anh nhớ nhà ngoại có cái sân rộng lắm. Trước khi về anh có gọi điện thoại cho ngoại rồi. Thôi, em không biết đâu, em mỏi chân quá, em không đi nữa. Anh kêu xe xích lô chở em đi. Trời ơi, xích lô hả? Em không nhớ cái vụ mà người ta văng lên thì xích lô gãy ra hả? Còn xích lô nữa. Vậy thôi mà, anh năn nỉ mà. Vậy thôi, giờ anh cổng em đi đi. Cổng em? Thôi thôi, không được đâu. Để anh còn gặp ngoại nữa rồi, em muốn gì em muốn. Đi đi, giỏi luôn mà. Không đi, không đi. Đi, đi anh thương, còn chút xíu nữa tới nhà ngoại rồi. Đi. Hình như ai giống bà ngoại của em ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại, ngoại, ngoại. Ngoại. Chờ anh chơi. Ngoại. Ai của ông? Vợ con đó ngoại. Ngoại. Về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ, anh đã đi bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoại đã già tóc bạc già mồi. Trời ơi tội nghiệp ngoại quá ha. Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờ, dù anh giấc mộng thiên thiết dạo mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là gì nối liền hai thôn xóm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, hàng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em mất cái gì có? Nè 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 nè, em vui nhiều không? Không. Khi mặt trời lên trên khóm tre, đang ngủ chưa đã gì hết à? Nói chuyện cành me xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng kìa. Đó đó em thấy không? À, em thấy rồi. À. Em thương nhiều không?
không, lưng ngoài đã cọc thì thời gian quê hương đời đời câu hát ngọt lời anh vui sống lại như mau về tìm, anh vui sống lại như mau về tìm, anh vui sống lại như mau. Thưa quý vị, liên tục chương trình sẽ là phần trình diễn của nam ca sĩ Henry Chúc. Như quý vị cũng đã biết qua những cuốn video mà Henry Chúc đã xuất hiện trước đây, người nam ca sĩ này có giọng hát khỏe khoắn và cao vút. Ngoài ra, anh lại còn có một phong cách trình diễn thật sống động. Với liên khúc Còn là nỗi cô đơn đã được trung tâm tình dàn dựng như một đoạn phim hấp dẫn và lôi cuốn. Mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nam ca sĩ Henry Chúc với sự phù hòa của Jelena. Hands up! Như trăng lung linh về đâu mà sao nay xa xăm mối mịt mù, biết lối nơi ai mà ta rời xa lìa nhau, lòng ta nghe bâng khuâng xót xa, có tiếc nuối cũng xa nhau thật rồi. Chuyện tình mình thật buồn, ngày vui thoáng gió cuồng sương khói, còn đây con tim đau không nhạt nhòa. Tình đôi mình bây giờ như mùa đông, chờ cành khô đứng chờ. Tình đôi mình bây giờ như gió trôi dạt không bến bờ. Ôi gió lang thang ngày đêm về đâu, buồn không kịp không nhà. Chiều nay mình ta ngồi đây thầm mơ phút giây thần tiên ngày xưa, người yêu giờ đây buồn không hỡi, xin về đây hỡi người. Ngày ta phương xa trời còn tuyết không, bài ca buồn anh tặng em chiều nay, ước sao vòng vòng về em. Tình yêu cuồng say người yêu hỡi, bao ngày không xóa nhòa. Hãy đêm bên nhau chiều nay người ơi, tình ta sẽ muôn đời. Lang thầm
ngồi trong đêm khuya, ngoài sân vắng tiếng mưa rơi đều. Bài nhà tình năm xưa, lòng anh nhớ đến bao kỷ niệm. Một lần còn nhớ không em, lời em nói ta yêu nhau hoài. Ngày vẫn trôi, em còn nhớ hay quên rồi? Mình ngồi bên nhau đây, ngoài kia mưa vẫn rơi rơi nhẹ. Bài nhạc tình còn đây, lời ca như nhắc bao kỷ niệm. Ngày nào còn nhớ không em, lời em nói ta yêu nhau muôn đời. Ngày vẫn trôi, em còn nhớ hay quên rồi? Đêm nay mưa vắng buồn, bài ca đó sao nghe bao xót xa. Nước mắt rơi bao đắng cay biết vì ai. Đã biết thôi hết rồi, còn đâu nữa bao đêm ơn tình nồng. Cuộc tình đã xa rồi, đừng thương nhớ cho thêm đớn đau. Lòng mình anh đêm nay, khi mùa xuân vắng tiếng mưa rơi buồn. Kỷ niệm còn như đâu đây, người yêu dấu đã xa anh rồi. Bài nhạc tình vẫn êm êm, lời ca đó sao nay nghe xa vời. Will you still love me tomorrow? Will you still love me quý vị. Trong số những nữ ca sĩ hát loại nhạc quê hương đang ăn khách nhất hiện nay, chúng ta không thể nào không nhắc đến tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và ngoài một gương mặt thật trong sáng, với đôi mắt thỉnh thoảng lại thoáng hiện một nét buồn, Phi Nhung còn để lại trong lòng người nghe một giọng hát thật ngọt ngào mà khó ai có thể quên được. Bước chân vào lĩnh vực ca nhạc, cô đã khéo léo chọn cho mình một hướng đi riêng. Và chính hướng đi này đã giúp cô tạo được những bước tiến thật vững chắc trên nấc thang danh vọng. Và trong chương trình ca nhạc hôm nay, Phi Nhung sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Đất Phương Nam. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Oh,
vắng ai đi về, miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng cầu Long Giang, mênh mông rừng trang bạc ngạc dừa xanh, từng trang nước đông đưa như người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy chim sao chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau, đơn khải tăng tình đường thăm hồn ai, biển sông sao gió lòng tư bề, thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ, đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca. Thưa quý vị, từ đầu chương trình Quê hương tình yêu và tuổi trẻ số 5 đến bây giờ, chúng tôi đã giới thiệu đến cùng quý vị những tiếng hát thật là trẻ trung, và những giọng hát này đang là những tiếng hát được mọi người yêu mến tại hải ngoại. Và bây giờ để tiếp nối chương trình,
Quỳnh Hương và anh Dũng lại xin giới thiệu đến cùng quý vị một tiếng hát trẻ trung khác. Tiếng hát của anh đã được sự mến mộ đến nỗi các show ca nhạc lớn tại hải ngoại không show nào là không có tên của anh. Chúng tôi muốn nói đến nam ca sĩ Trường Vũ. Và hôm nay, trong một sáng tác của Thái Hoàng viết riêng cho tiếng hát của anh, nhạc phẩm này lại được độc quyền cho Tình Productions. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếng hát Trường Vũ qua nhạc phẩm Xua Đi Huyền Thoại. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Tình vẫn chưa quên.
vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tỉnh ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ là mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ là mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ là mong xua đi huyền thoại. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì hiện nay Tình Productions là một trung tâm được xem là một trung tâm trẻ về nhiều mặt. Ban giám đốc của trung tâm luôn luôn cố gắng tìm tòi những tài năng mới, những mầm non mới, hầu cung ứng cho nhu cầu ca nhạc tại hải ngoại. Bây giờ, trong chương trình hôm nay, chúng tôi lại xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một tiếng hát trẻ đầy triển vọng, tiếng hát Mộng Thi qua nhạc phẩm Gái Nhà Nghèo. Trắng da vì bởi phấn dồi, đen da vì bởi em ngồi chờ trưa, phấn nghèo dài nắng dầm chỉ lo cha mẹ họ chỉ lo cha mẹ vẫn chưa vừa sao trời cầu cha
hàng trên dài. Một sương hay nắng thân này, miền sao đẹp ý cha mẹ, cơm qua ngày hai buổi cả như. Đôi khi em muốn thoát xa hẻm nghèo, đi kiếm những nơi tiện nhiều, giúp đỡ cha mẹ thân yêu. Chợt thương lời khuyên mẹ cha con đó, nghèo cho sạch, rách cho thơm, mơ ước gì xa qua. Cha mẹ như đang không dây, mỗi đêm em đêm sao trời, cầu cha mẹ sống muôn đời, tuy nhọc nhằn rau cháo mà vui. Mỗi đêm em đêm sao trời, cầu cha mẹ sống muôn đời, tuy nhọc nhằn rau cháo mà thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu đến cùng quý vị một nghệ sĩ rất nổi tiếng, được rất nhiều người ái mộ nhưng ít ai biết mặt. Anh không những là một soạn giả hài kịch tài ba mà còn là một người chuyên viết lời giới thiệu cho các MC trong phần lớn các bộ video ca nhạc tại hải ngoại. Ngoài ra anh cũng còn phụ trách phần giới thiệu cho các chương trình live show của các nghệ sĩ lừng danh như Vũ Khanh, Elvis Phương, Ý Lan và Ái Vân. Và ngay cả viết lời cho anh Dũng với Quỳnh Hương thực hiện các chương trình MC đúng rồi. Nữa, phải không? Không thể nào quên được, phải không ạ? Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị soạn giả Ngô Tấn Triển. Kính chào quý khán giả có tình Rồ Xanh. Kính chào anh Dũng, chào Quỳnh Hương. Xin chào anh. Dạ vâng, miễn chào anh Ngô Tấn Triển. Thưa anh là một người sáng tác, có nghĩa là ở đằng sau sân khấu. Nhưng tên anh thì đã được mọi người biết đến rất là nhiều. Có khi nào anh nghĩ là anh sẽ xuất hiện trong một cái vai trò nào đó trong cái vở kịch do anh viết để mọi người biết mặt anh không? Thật sự tôi cũng muốn lắm á, nhưng mà tôi sợ là khi khán giả gặp mặt tôi rồi người ta thất vọng. Hy vọng tiêu tan. Hy vọng tiêu tan. Nói vậy thôi chứ thấy mà có thể đóng kịch được lắm không Quỳnh Hương? Dạ vâng, cũng duyên dáng lắm đó chứ. Mà anh Dũng biết không, mỗi lần mà Quỳnh Hương đi show ở khắp tiểu bang đó, mà nghệ sĩ nào mà đóng những cái vở hài kịch của anh là ở dưới khán giả hưởng ứng rất là nồng nhiệt và khen ngợi lắm đó. Anh cũng hy vọng vậy đó Quỳnh Hương. Tại nhiều khi đang đi ngoài đường đó, tự nhiên có người đến gật đầu chào mình, tay bắt mặt mừng mà miệng thì cứ khen rối rít lên. Ô anh phải là soạn giả Ngô Tấn Triển không? Trời anh viết kịch hay ghê, cả nhà tôi thích lắm, ai cũng thích á. Nhất là tôi mới coi cái vở kịch gì nè, thì anh mới hỏi lại thưa vở kịch nào ạ? Thì họ nói luôn thôi hai ba vở kịch mà không phải của anh viết. Rồi lúc đó anh xử trí thế nào? Lỡ khóc lỡ cười anh hiểu. Tại vì bây giờ không lẽ mình đính chánh ngay thì cũng bẻ bàn tội nghiệp cho người ta. Mà nếu mình cứ ổm ờ nhận bừa có như kịch của mình thì cũng tội nghiệp mình. Quỳnh Hương cũng được biết rằng là anh viết rất nhiều những cái vở hài kịch trong những cuốn video của Trung tâm Vân Sơn. Rồi sau này thì anh lại hợp tác với Trung tâm Làng Văn, ngay cả Hollywood Night, rồi ngay cả tới Trung tâm Thúy Nga và Asia nữa. Thế thì bây giờ anh đang cộng tác với trung tâm nào? Riêng Trung tâm Video của Vân Sơn thì anh đã ngưng cộng tác lâu rồi, từ sau cuốn video số 8 mà thu hình ở bên Úc. Còn hiện nay thì các trung tâm nào trả tiền thì mình viết thôi. Dễ dãi vậy thôi. Dễ dàng quá. Có tiền là viết phải không ạ? Dạ không, không dứt khoát gì anh. Nhiều khi không có tiền mà trả vàng tôi cũng nhận. Thì cũng nhận luôn. Téo ghê đó nhỉ. Như vậy là hiện nay anh đang cùng cộng tác với Tình Productions. Vâng. Thì kể từ nay là tôi cộng tác thường xuyên với trung tâm Tình. Dạ vâng. Mình có thể nói cách khác là anh Ngô Tấn Triển hiện nay là cánh tay phải của ông đạo
giám đốc trung tâm không ạ? Dạ vâng, nhưng mà rất tiếc là anh Đạo thuận tay trái anh ạ. Thưa quý vị, mà thật sự ra đó, với cái lối mà hài hước của anh Ngô Tấn Triển này, không những là một soạn giả nổi tiếng viết hài kịch hay, mà chắc một ngày gần đây anh cũng đóng kịch luôn đó phải không? Anh có định vậy không? Nếu mà khán giả không thất vọng khi thấy anh. Như vậy là nếu như quý vị chúng ta mà đã yêu mến những cái vở hài kịch của anh, mà muốn tìm kiếm xem những cái vở hài kịch này, là từ giờ trở đi quý vị cứ việc kiếm mua những cái cuốn video của Tình Productions thực hiện là có ngay đó phải không ạ? Vâng. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì mà anh không giới thiệu cái tiết mục mà anh đã viết cho cái chương trình Quê Hương Tuổi Trẻ số 5 lần này anh Triển? Vâng. Trước tiên tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trần Nhân Hoàng, là một người bạn cũ hiện định cư ở Pennsylvania, là người đã cho tôi idea, ý kiến và rất nhiều chi tiết để thực hiện vở kịch này, cũng như nhạc sĩ Lê Sĩ Dự là người đã giúp phần hòa âm trong bài nhạc. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức dạt cảnh Cúng Thổ Thần với các nghệ sĩ Văn Trung, Mai Lệ Huyền và Hoài Linh. Không thích ai tới nhà họ hết trơn á. Ôi tía ơi, mệt quá à. Mày kệ người ta chứ. Vào có kệ nó đi. Trời ơi, mày ngồi cái điệu nước lụt. Mày bỏ cặn chúa mày, hư ghế của ta hết. Trời ơi, tía đổi tính hồi nào thì tía. Chưa tía ngồi xuống vậy là bắt trước tía mà ngồi xuống vậy nè. Nói cho tía nghe, cái ghế này nó làm bằng ni lông mà. Bằng ni lông nè. Nó nóng cái đít thử cái đít con của tía, tía không sợ, tía sợ hơn ghê. Tía bây giờ học ai đâu mà chăng à. Mày hết chứ ghê luôn. Bỏ cảnh xuống giùm tao đi, trời đất ơi. Tao nói mày nghe. Rồi bây giờ mày lên đây chuyện gì mày nói tao nghe coi. Nói là đi lên đây thăm tía, coi tía có khỏe không, vậy thôi. Trời đất ơi, tao có bệnh hoạn gì đâu mà khỏe hay là không khỏe. Đau ốm gì mà thăm với non. Trời đất ơi, mày ê mày, thương tía quá mà con thương tía dữ lắm. Mày thương tao hả? Ừ. Mày thương tao hả? Thương tía lắm. Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Y không có tội nghiệp đâu tía ơi. Bởi vì má bắt tôi đi à. Chứ tôi đâu có muốn đi. Bà nói là bà nhớ tía. Bà nhớ tao tại sao bảo lên thăm tao? Mà sai mày lên đây rồi tao làm được cái mẹ gì? Sao già mà sao ngộ ghê, tía ngộ ghê luôn. Cái gì ngộ? Nói cho tía nghe, bà nói lần này bà nói con lên đây là à. Nói tía là xin phép bà chủ về dưới Long An thăm nhà đi. Không được, không được, tao về dưới rồi, rồi công chuyện ở trên này ai làm? Trời ơi, nhà giàu gì đâu, con như nước luôn. Chứ con hỏi tía lên đây năm mấy chờ, thấy không? À. Mà tía cũng không có được gửi được đồng xu các bạc nào về nhà giúp đỡ gia đình á. Trời, mày không có hiểu gì hết, mày cứ nói mày trách tao hoài. Bà chủ bà không có đưa tiền, lấy tiền ta tía gửi về cho con. Trời ơi, cho má con. Vậy làm mà không trả tiền vậy tía làm gì? Thôi tía về quê đi. Về quê đi, với ở với gia đình đi, rồi nhà mình có cơm ăn cơm, rồi có cám ăn cám, vậy đi. Nhưng mà tao nói nghĩ không có được. Trời, tao nghĩ một cái là ba xù á. Bà xù hết á.
công lao cực khổ tao làm mấy năm trời chưa lãnh được một cắc mới cho mày biết kìa. Trời ơi, không có đưa tiền thì thâu tía làm gì? Trời về đi, nghỉ nha. Đâu được, trời đất ơi. Mình không có đưa tiền mà... Không có đưa tiền là coi như sầu lòng. Chứ sao? Thì đừng có làm nữa. Không, tao nói mày nghe, bà xù một cái là công lao mấy năm trời nay tao làm chưa có lãnh được cắt, tao đã nói mày rồi. Chứ giờ tía cầm lưng tía làm rồi cũng đâu có được cắt nào đâu. Nhưng là giờ tao bỏ à sao? Bây giờ tao phải ở đây tao làm, tao lãnh đi chứ. Trời ơi, cứ làm hoài không được lãnh mà cứ ở hoài chi vậy trời ơi, tao đi về đi ông ơi. Trời không được, trời ơi, tao nói mày nghe. Bây giờ tao nói mày nghe, nếu tao về là tiền bạc tiêu hết mà nè. Chết, dẫu vậy. Bà chủ mới về tới rồi, sắp về tới rồi. Má về kệ bà, trời ơi, má về kệ bà. Đâu được, mày tạm lánh mặt đâu đó đi. Để bà về đây, thấy mày đây, bà đuổi tao à. Nói cho mày biết vậy. Bà đuổi càng tốt nữa, còn cầu cho bà đuổi tới về luôn á. Trời ơi, ở đây mừng không trả tiền con mẹ chủ là vô con vớt bả cho coi. Thôi, trời ơi. Không trả tiền nhưng mà điều tao nghĩ không có được. Tao hiểu mày về. Hình như tao nghe tiếng vuốt, tiếng dài. Mày về liền bây giờ, để mày đi vô, chạy. Bây giờ mày chạy ra vườn chuối. Mày trốn đỡ cho tao, nằm chỗ đó đi. Thấy không? Bà mày nằm ở ngoài đi. Một lát chút tao lãnh tao ra, đi. Thương tía lắm nè, thương tía lắm mới chơi cái vụ này nha. Chứ đi, cái vụ này con không có muốn chút nào nha. Đi mau đi. Đi đường nào, đây phải không? Đây, đó, nằm rồng, có vườn chuối mà sao đó. Ý mà tía không? Tía, nói nghe nè. Cái gì? Bà già á, bà đương nghi ngờ tía với cùng bà chủ này nè. Sao? Có lẹo tẹo gì với nhau á? Bậy bạ, đừng có nói bậy bạ, có cái gì đó. Mày nói vậy như vậy, nó. Nó sao? Trời ơi, mày nói bậy bạ nó có hu, nghe chưa? Có hu là vui luôn. Ê! Chú. Dạ, chào bà chú. À, tôi đi hồi sáng giờ nhà có chuyện gì không vậy chú? Dạ. À, chắc bộ có khách sao nhà cửa tùm lum vậy? Dạ, đúng vậy. Dạ, có 3-4 người đến hỏi thăm bà chủ để trả tiền nợ hay gì đó. Ủa, rồi tiền đâu? Dạ, tôi đâu có nhận. Trời ơi. Tôi biểu họ đi ba bữa khác tới. Dạ. Tiền vô tới tay rồi mà còn không chịu nhận. Dạ. Chú thiệt á. Tôi thấy chú lúc này có vẻ làm sao á. Nếu tôi nhận thôi có gì á, chú cứ nói đại cho tôi biết đi. Nếu tôi nhận tiền á, tôi nói bà chủ nghe, nếu tôi nhận á, rồi bà chủ lấy hết rồi thì tôi nhận chi cho mang tiếng. Thôi ngồi rồi nói chuyện đi. Bà lúc chủ... này chú tôi thấy chú coi bộ làm sao á, chú có vẻ như thế nào, chú cứ nói chuyện cho tôi biết đi. Dạ, tôi định nói với bà chị mà sao trong lòng tôi nó ngại quá. Ngại hả? Ngại thì thôi đừng nói. Mà nếu không tôi không nói thì trong lòng tôi nó ấm ức làm sao? Ấm ức? Thì đợi lúc nào không có tôi ở nhà rồi chú hãy nói. Không có bà chị ở nhà rồi tôi nói chuyện với ai? Mà có tôi thì chú lại ngại. Vậy thì bữa nay tôi nói à? Thì nói đi, có chuyện gì không? À, tôi... Đâu nói cho tôi nghe coi. Tôi cũng định xin sao? Định xin bà chị ít tiền. Ý trời đất ơi. Ừ. Xin tiền. Trời giỡn hoài chú tiền đâu cho, xin kỳ cục vậy. Xin cho được sự gì chứ sự thật tôi muốn bà chị thanh toán dùng tiền công của tôi làm cả năm nay. Đặng tôi gửi về cho mẹ con nó. Tưởng cái gì chứ cái đó thì dễ thôi. Thì chú cứ việc tính đi. À, chú làm ở đây được bao lâu rồi ha? Cứ việc tính đi. Dạ tôi tính rồi. Dạ đúng 14 tháng lẻ 2 ngày. 14 tháng lẻ 2 ngày. Dạ. À để coi. 14 tháng. À mà chú làm nhiêu một tháng vậy ha? Dạ một tháng 100. Một tháng 100. 14 tháng. Vậy 1.200 tổng cộng tất cả. Dạ không 1.400 chứ. Mình chỉ vui tính rồi. À thì 1.400. Dạ. Có cái gì đâu mà ôi tôi lu bu chú có cái gì đâu mà dữ vậy. Thôi được rồi. Bây giờ tôi nói chú nghe. 1.400 phải không? À. Tôi tặng chú thêm 100 nữa. Hả? Ờ. Trời ơi. Đã chẳng 1.500 được chưa? Bà chủ cả năm nay lâu mới nghe được cái tiếng này. Trời bà chủ tử tế à, quá. Bây giờ để coi nha. Dạ. À, chú có tiền lẻ đó không? Dạ thôi lại. Không. Dạ. Có tiền lẻ đó cho tôi mượn 500 nữa. Chi vậy? Để tôi thiếu chú chẳng 2.000, tôi ghi sổ đây cho chú. Chú lo tôi thiếu chú chẳng 2.000. Ha? Được không? Trời ơi, tim tôi muốn đứng rồi, trời ơi.
làm từ ngày lên tới giờ làm cho bà chủ cả năm nay không có tiền gửi về cho mẹ con đó, không có dịp về để mà thăm nữa. Vậy thì bà chị thương nha, có nhiều đêm tôi nằm mà tôi ngủ không được bà chị à. Có gì đâu mà cái chuyện đó dễ thôi à. Chú cứ... cứ sao? Chú cứ nấu một nồi rễ chanh mía lao chị... rồi bỏ thêm củ xăm vô, chú uống chú ngủ tuốt nuốt được liền chứ có gì đâu mà lo. Tôi đâu có nói cái vụ đó. Bà chị hiểu lầm rồi. Tôi hiểu làm cái gì? Tôi nói đây, ý tôi nói đây là không biết mẹ con nói vợ dưới ra làm sao, tôi lo quá bà chị à. Trời ơi, nhớ nhà phải không? Nhớ lắm mà. Nhớ nhà thì nói đại là nhớ nhà cơ rồi. Chú không chịu nói ai biết nữa đâu gái. Nói cũng để bà chị gái nữa. Bây giờ bà chị đồng ý được phải không? Bây giờ đồng ý. Bây giờ chú cứ chuẩn bị đi. Dạ tôi nghe không? Chuẩn bị cả tháng. Đợi tôi cái đã. Để tôi coi tôi có con tem không? Tôi tặng cho chú để chú mua chị. Để gửi thơ về cho vợ nhà chú thăm nhà. Trời. Hả? Thôi để tôi đưa con tem cho chú sao nha. Trời ơi. Được không? Làm gì chú buồn dữ vậy? Mà đâu có phải có mình chú buồn đâu. Tôi này còn buồn hơn chú nhiều nữa. Chú nghĩ coi, từng tuổi này rồi mà chồng con gì cũng không có hết trơn. Ủa vậy hả? Không có chồng con gì trơn hả? Không. Rồi mấy chị, bà chị tôi hỏi thiệt bà chị á. Sao? Bà chị có chơi bùa lỗ ban không? Đừng có nói bậy nha, bùa gì, tôi đâu có biết chơi bùa gì đâu. Bà chị sao trên bàn thờ có mấy ông gì đó, ai vậy? Mấy ông chồng tôi đó. À vậy hả? Ừ. Trời ơi. Chồng của bà chị đó. Chồng của tôi đó. Mà sao ngồi mặt khổ hết sức, tôi nói chú nghe. Sao tôi rờ vô ông nào ông nấy là mấy ông cũng đều chết bất đắc kỳ tử hết. Cho nên tôi chồng cũng không mà con cũng không. À thôi tôi hiểu rồi. Bà chị đừng có thắc mắc. Ông bà ta hồi xưa có nói rồi chị, bà chị không nghe sao? Nói sao vậy chú? Cây độc thì không trái mà gái độc không con. Ôi, tôi có độc ác với ai bao giờ đâu. Chú nghĩ coi, mấy ông rủ nhau đi hết trơn rồi làm sao tôi có con nữa. Bây giờ trên ba ông, bây giờ bà chị kiếm thêm bảy ông nữa thử coi sao. Chú bà chị kiếm bảy ông nữa đi chú. Đó thiệt là đúng tôi á. Vậy hả? À, tôi cũng tính sao đi thêm bước nữa đó. Bà chủ bây giờ chỉ có nước chảy nước rút cho đi sao kịp. Thiệt à. Ừ. Trời ơi, thịt đồ cũng còn à, chỗ đáng cứng nó không cứng mà chỗ không đáng là nó lại cứng. Như trái tim mà hiện giờ nó mềm nhũn mà bắt dế là chỉ xèo. Tôi nói thiệt với chú nghe, tôi đó là đàn bà quá như vậy nè mà dám đem chú về để chung sống. Sống chung nhà. Xin lỗi bà chị, nói năng cẩn thận để bà con người ta nghe kỳ lắm. Thì sống chung nhà làm gì dữ vậy? Sống chung nhà mang tiếng chết. Bà chị còn chỗ mang sao? Chứ tôi nghĩ bà chị hết chỗ mang. Cái tính tôi á cũng kỳ lắm. Phải có tiếng thì phải có miếng tôi mới chịu nghe. Mà không có miếng tôi không có chịu đâu. Ý ấy thơ làm gì kỳ vậy? Dạ bà chị hết mạnh quá. Coi vậy mà cũng yếu dữ ha. Đó, tôi nói có chỗ yếu là vậy đó. Chỗ nó bị cứng là chờ cái chỗ đó đó. Bây giờ tôi nói thiệt với bà chị nghe. Thiệt là sao? Bà chị ngồi đi tôi nói. Thiệt là sao ngồi đi. Không, cho bà chị ngồi đi mà. Tôi sao? Muốn hỏi thiệt bà chị có thương tôi không? Hỏi kỳ ghê vậy. Không thương sao người ta đem về để chung sống vậy? Hả? Chị ơi. Sao vậy? Bà chị để tôi lại chị, bà chị. Sao vậy? Bà chị là bán tha giùm tôi bà chị. Tôi sợ lắm bà chị. Sợ làm sao? Sợ. Tôi lên tôi ngồi chung với mấy ông trên bàn thờ lắm. Trời ơi, mấy ông khác còn chúng khác. Không nữa, tôi nói bà chị nghe, không nữa tôi còn vợ, còn con tôi dưới quê á. Trời ơi, không được đâu. Trời ơi, bà chị thương giùm tôi nữa mà. Thiệt tôi chán hết sức vậy đó. Cái đời tôi sao mà nó quá lận đận đi. Cái người bao nhiêu người đeo đuổi đó thì tôi không chịu. Thương chi cái người đã có vợ có con như vậy đó. Thôi chắc là tôi bị ông bà gì quở phạt quá à. Đúng rồi, bà chị ơi, đúng rồi. Gì vậy?
Trời, bà chị nói tôi mới nhớ, chắc có lẽ là mồ mã ông bà gì của bà chị đó bị động. Sao vậy bị chú? Động rồi, rồi, nên, rồi bây giờ tôi phải làm sao? Cho nên ông bà ở đó bây giờ phải cúng. Phải cúng, cúng đâu đâu đâu, nói cho nghe coi phải cúng, cúng sao? Cúng thổ thần thổ địa. Cúng cúng cách nào bà chị muốn biết tôi cúng cách nào phải không? Cúng sao phải không? Cúng cúng, nhưng mà tôi hỏi chú bây giờ nè, cúng có tốn kém nhiều lắm không? Túng có tốn cỡ bao nhiêu tiền? Không, không bao nhiêu đâu, mình tùy mình ha. Nếu cúng một thần thì khác, mà cúng nhiều thần nữa thì lại khác hơn. Thôi, nhưng cái này càng cúng nhiều lại càng linh. Được rồi, bây giờ đó chú làm ơn chú coi thầy nào hay rước về đây giùm tôi liền bữa hôm nay. Nhưng mà để tôi nhớ, tôi quen nhiều thầy lắm. Quen đó nhiều thầy thôi, đâu tính bà coi. Ngồi để tôi nhớ. Thầy ơi, có sao không chú? Sao tôi lo quá vậy nè? Sao? Rồi tôi nhớ rồi, có một ông thầy này trẻ tuổi lắm. Cao tài ấn vô cùng. Vậy hả? Vậy thôi chú rước về lắm. Bữa nay liền. Rước về liền heo. Rước về liền cho tôi ngày hôm nay đi. Nhưng mà trước khi tôi đi, bà chị nên nhớ nha. Ở nhà. Nhớ sao? Ở nhà bài mâm đèn ra được đầy đủ nha. Bài mâm đèn. Cái gì? Mâm đèn. Ủa, bộ cái ông này không hút bá phiện sao bài mâm đèn? Trời ơi, trời, tôi quýnh, tôi cũng lộn. Bài nhang đèn hoa quả ra đi cúng đó. Bài mâm đèn làm tôi tưởng đâu là ông hút bá phiện. Thôi chú đi mau đi, tôi ở nhà tôi lo hết trơn. Bà gì nữa? Còn cái này nữa bà chị. Sao? Nhớ nhà, nhớ bà chị chuẩn bị tiền bạc ha, tiền đó, đổ tiền là... Tôi đổi bạc lẻ nhiều lắm, một không, bốt rồi nè. Không, không, tiền chẳng ra, tiền chẳng dễ hơn. Bà chị... Tiền chẳng nó tốn lắm. Tốn càng linh, thấy không? Vậy hả? Nhiều một chút. Thôi, mình cúng nửa chừng mà hết tiền. Nghe tôi nói, bà nghe tôi nói nè, nếu cúng nửa chừng mà hết tiền đó, thì nó hết linh. Chú đi mau rồi về sớm nha. Dạ. Công việc nhà để tôi lo đó, cho đừng lo, đi. Bà chị ráng nha. Đi mau nha. Thôi đó nghe, chuyến này đó tôi đã cúng kiến xong xuôi hết rồi đó. Đừng có mà kiếm chuyện nữa. Tôi phải về đây phù hộ cho tôi, để cho tôi được kiếm một tấm chồng cho được đàng hoàng. Nghe mấy ông ngồi đây không có làm được con mẹ gì hết á. Chán lắm rồi đó. Về phù hộ cho tôi đó nghe. Vô tới rồi đó thầy. Dạ thưa thầy. Cha chả thân sắc của nữ. Dạ sao thầy? Nó mờ mờ ảo ảo như bị sương mù Paris che phủ. Biết còn nước rồi ông ơi. Im. Dạ. Không được nói. Dạ. Nói một hồi. Mày dạ thưa thầy, thầy có cách nào giúp cho bà chị đây không thầy? Dạ. Ta im. Ta có giúp cũng không có được gì đâu. Chỉ có thần thánh mới giúp nàng ta được thôi. Nghe ta nói đây. Ủa sao thầy lấy cái này giống cây chổi quá nhà? Trời ơi, phạm thượng à. Cây này mà nói cây chổi vậy? Dạ. Cây này ông này ông đưa ta thế à. Ông này ông gặp ông cũng phải thưa cởi được. Nói cây này cây chổi. Cây này là cây phết trần. Dạ. Phát phân chặt hình đó. Nó lộn cảm giác. Phát chặt. Thầy vui quá. Quá vui luôn á. Dạ. Nói cho nữ nghe. Dạ sao thầy? Im. Dạ. Không ai hỏi không được trả lời. Dạ. Nghe chưa? Dạ thưa nghe. Nữ bị các ông bà quở dữ lắm đó. Trời ơi. Rồi con phải làm sao thầy? Im. Dạ. Mồ mã bị động dữ lắm rồi, có biết không? Dạ biết. Biết ai hỏi mà trả lời biết. Ô, dạ. Chuẩn bị lên nhang đèn. Dạ, cho ta. Dạ. Đăng đàn khấn giấy. Dạ, chú phụ nhang. Dạ, đèn đây, chú. Được rồi. Dạ. Nhang đốt xong chưa, lẹ lẹ cho ta khấn giấy coi. Dạ rồi con có giấy không thầy? Đàn bà không có giấy. Chiếu. Dạ chiếu. Này, tôi lo cho. Nè nhớ cái vụ hiện kim hiện vật phải đầy đủ nha. Dạ chưa có sẵn rồi thầy. Chuẩn bị. Dạ. Dạ có tiền rồi. Cắt cái vỏ cho tôi.
móc lên cầm cây. Thầy chuẩn bị nhan đen đốt cho mẹ chủ mày xạ kịp. Tiếc của quá đốt có ba cây năm ông mà đốt ba. Thành tâm nghe chưa? Dạ. Dễ trong lòng nghe không? Dạ, dạ. Cho ta linh, cho ta hiểu. Chú giái phụ dùng với tôi. Được rồi. Đó. Thằng này hay lắm mà chú. Hay. Đừng nói chuyện. Hành hương vọng tưởng tám hương bốn bề. Mau mau triệu về nghe thầy truyền lệnh này hỡi âm binh ơi. Nó có âm binh trong đó đâu phải cũng cổ hồn đâu. Có một lần lầm lỡ cúng thổ thần. Này hỏi ông bà chú bác ơi, các đấng thổ thần các vị mang nhân quan hồn uổng tử về đẩy xem thử con mẹ chủ nhà mồ mã ông bà chắc là bị động. Sanh trưởng ở đâu nói thiệt dạ, thôi. Dạ con người ở miền Nam mà con sanh ở Cộng Lãnh. Mồ mã ông bà chồng ở đâu nói nghe coi. Dạ cũng vòng vòng chung quanh Sài Gòn thôi. Hóc Môn, Bà Rịa, Bà Địa, Bà Quẹo, Bà Đen, Bà... Thôi đừng nữa, đừng nói nhiều bà quá. Còn độc thân nói nhiều bà khó chứ. Chuẩn bị nghe cúng nghe không? Dạ. Đọc cái tên vị nào phải cúng tên vị nấy nghe không? Bỏ sót mang tội chết à. Nghe nè. Hơ. Ông bà ta đã dây dừa giải tình bởi thế tục tiên răng. Ông Lạnh, ông Tạ, ông Đồn, ba người bạn thiết sớm hôm một nhà. Ông Lạnh bản chất thiệt thà, thầm yêu nét đẹp mặn mà của bà Đen. Ông dám bon chen sáng đêm trong đèn nhung nhớ thiết tha. Ông Đồn bản tánh nguyệt qua chờ cho ông Lãnh kẹt đến cà rà bà Đen. Hai người xả láng một phen sinh ra bé gái đặt tên Thị Nghe. Ông Lãnh nghe nói mới thuê ghe đi thăm cho biết Thị Nghè mà ra sao. Ngó gần nó cũng bảnh bao, nhìn xa nó cũng hao hao giống ông Đồn. Bà Đen từ dạo sinh con vốn đã đen sẵn, nay còn hơn xưa. Ông Đồn nhìn vợ mới hớt ưa, bỏ lên Long Khánh sai xưa miệt mài. Bà Đen ngẫm nghĩ chán thai, cũng đi lên núi đêm ngày thở than. Thương cho đứa cháu lầm than, ông Lãnh mới hào hiệp cứ mang đem về. Cho cuộc sống ê chề, một già một trẻ bốn bề cô đơn. Ông bèn đi thẳng xuống Hóc Môn, cưới luôn bà Điểm để chôn cuộc đời. Qua bao vật đổi sao dời, bà Đen ở dậy cho vơi nỗi lòng. Chỉ còn ông Tạ là lông bông, bạn bè lấy vợ nên chồng đã lâu. Cô Giang đã sắp ăn trầu, cô bác cũng đã từ
theo chồng. Ông bèn đi xuống cầu bông hỏi thăm bà Chiểu có chồng hay chưa. Bà Chiểu nghe nói bèn thưa, chỉ còn mỗi của bà Quẹo là chưa có chồng. Bà điểm tay bế tay bồng, buồn tình ông tạ phải lòng bà hôn. Ông bèn bao cuốc xe ôm, dìa lặng cha cả lo hôn. Phải hiền nữ trang thì chú quả bạc tiền thiếu đâu, bà hạt thì làm phụ dâu, chú ía bưng mâm quả cao khai trâu. Bà hôn tròn mối duyên đầu, chỉ thương bà Quẹo âu sầu đắng cay. Như ế chồng mấy chục năm nay, chỉ mỗi cái tội là chân dạng toàn. Buồn cho duyên phận bẻ bàn, bà Quẹo ảo não chẳng màng hơn thua. Mặc cho thế sự ganh đua, bà Quẹo xuống tóc từ chùa bà đành. Muối giữa kinh kệ tu hành, nguyện cầu số kiếp lại sạch vuông tròn. Muối giữa kinh kệ tu hành, nguyện cầu số kiếp lại sạch vuông tròn. Này dạ chủ. Dạ dạ. Hãy đem đống nhang này đem ra cắm bốn phương tám hướng để các thổ thần tề tổ về nghe chưa. Cứ 10 bước chân cắm cây, 10 bước chân cắm cây, nghe rõ chưa? Dạ dạ thưa thầy con nghe rõ. Đi dạ. Đi. Dạ thưa thầy dạ. Ha. Dạ đi cắm ngoài vườn đó thầy. Ngoài vườn đó. 10 bước một cây, 10 bước một cây. Công nhận tía giỏi ghê luôn á. Cái cớ này là hay á. Rồi bây giờ tiền này sao đây? Tiền này là của tía này trời ơi. Mần ăn mấy canh mấy năm mấy trời. Đây là tiền công của tía đó. Tía gấp đi trời ơi. Hay là ta lấy 2 phần cho con mẹ 1 phần. Ủa không có lấy đâu, chia về tía cho hết cho má đi. Bà mừng lắm á. Nè nhưng tao dặn nghe. Sao? Một lần này thôi nghe, không có nữa. Bởi vì nếu mình mày làm như vậy là mày buôn thần bán thánh không có được nghe chưa? Trời ơi tía ơi, tía già luôn. Mà con nói tiếng em mình may hết sức luôn nè tía. Sao chào mày? Trời ơi bà nói là bà người miền Nam á. Ừ. Chứ bà trời người miền Trung, miền Bắc. Ô trời ơi là thí mẫu nậu con luôn. Trời ơi. La la la.
la 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 la